Em xin tiếp lời của chị Hương như là anh Tô, thì có nghĩa rằng là nói về thể loại phim thì nó cũng đã lạ rồi, nó cũng đã mới rồi. Thì khi mà thể loại mới thì chắc chắn sẽ có những nhân vật mới. Thì cái nhân vật này của em nó làm cho em được sang hơn đó. Tại vì từ trước tới giờ em cũng đóng những cái vai nó rất là gần cái sự bình dị, ở giống như là giống như chị Hương vừa nói là thường là chị em mình rất là quen thuộc với những cái số phận hoặc là những vật đó phải dùng đó là từ chợ búa, lúc nào cũng ồn ào, lúc nào cũng quạt náo, lúc nào cũng tay chân, tay bằng tay, miệng bằng miệng. Nhưng mà riêng cái nhân vật này thì bản thân Lập cũng tiết chế rất là nhiều. Đối với những cái mảng biến hài thì mình cũng ngồi mình từ mình nói chuyện, hoặc là những cái phân đoạn chuyên môn thì mình cũng được bộc lộ một cái tính cách hoàn toàn khác với những nhân vật mà mình đã từng thể hiện. Và bên cạnh đó thì cũng có những phân đoạn táo bạo hơn tôi nhờ. Cái phân đoạn mà đoàn phim ai cũng thích đó là cái phân đoạn em hãm hiếp chị Khả Như. Dạ. Em làm điều đó như thế nào? Em quay xong em cũng không hiểu lý do tại sao em có thể làm được như vậy. Vâng. Khả Như vẫn còn không, khi mà hai chị em quay phân đoạn đó là toàn cười và cười thôi. Khả Như phản ứng thế nào? Quá điên anh. Cũng cười không, hai chị em cười không à. Có nghĩa rằng là có cái mới để mình làm, có cái hình ảnh khác lạ để mình khai thác đến cho khán giả, thì cũng làm hết sức mình thôi. Và hy vọng với cái tính cách nhân vật Lê Gia rất nghiêm khắc trong công việc và rất là cởi mở trong cái vấn đề mà đồng nghiệp nói chuyện cũng xéo sắc với nhau, có thể mang nhiều cái thước phim và nhiều cái cung bậc khác nhau đến cho quý vị xem cái nhân vật Lê Gia này cũng là. À, tên là Lê Gia không em? Đúng rồi. Cảm ơn em. Rồi bây giờ mời Lê Trang chia sẻ nè, em quyết định giảm cân không? Dạ có. Dạ, ý định này thì nếu mà mấy năm về trước thì em chưa nghĩ tới. Nhưng mà bắt đầu từ đầu năm, từ lúc dịch xảy ra tới giờ, em mới suy nghĩ rằng là tại sao mình không có thể ốm, mình có thể trở lại ốm như xưa mà cứ phải để mập như vậy hoài. Rồi có những cái mà của người mập rất là khổ, mà chắc là ai mập như em sẽ cảm nhận được điều đó, đúng không Tô? Đúng. Dạ. Thì cho nên là cái ý định giảm cân á em vẫn còn, cho nên em mong là bác Dũng với lại bác Tiên sẽ là có cơ hội giúp em. Dạ. Nhưng mà khi em giảm cân như vậy á thì em vào cái vai trong phim này nó có phù hợp hay không? Dạ, khi đóng cái bộ phim này á thì cái body của em vẫn để như vậy để đóng. Có nghĩa là tại vì cái nhân vật lao công thực ra là nó không khác gì những cái nhân vật mà từ khoảng 2 năm, 3 năm gần lại của em, là trong cái series mà những cái bộ phim mà điện ảnh em có tham gia vai khách mời cũng đa số là lao công, sang sang xíu là y tá. Thì có một phim lên mém lên bác sĩ được xíu rồi cũng rớt xuống lao công rồi nó cũng vòng vòng, cũng lao công cô giúp việc rồi lại lao công. Thì khi mà chị Việt Hương có nói là sẽ có một vai cho em là vai lao công rất là hợp với em thì em cũng hơi đắn đo, tại vì là em đóng quá nhiều lao công và giúp việc, thật sự luôn, rất là nhiều lao công và giúp việc. Nhưng mà khi mà em xem được kịch bản thì cái nhân vật trong đây em thấy em rất là thích, bởi vì nó khá là giống em ở ngoài đời, là thương cái nhân vật, thương nhân vật Tiên, chị Tiên, và giống như em ở ngoài cũng rất là thương chị Hương, thương tất cả các anh chị đi trước em rất là nhiều, và lúc nào em cũng muốn già. Tại vì chị Hương nhìn ở ngoài cứng vậy chứ ở trong tình cảm lắm, cho nên là mình không biết sao nữa, nói chung là thương chị ơi, chứ giờ nói không biết sao nói được. Thì cái nhân vật này là khá giống với em ở ngoài, cho nên là mặc dù là nó sẽ bị lặp lại cái nhân vật trước, nhưng mà em cảm thấy cũng là một cái gì đó, là một cái dài hơi của em. Tại vì trước giờ đa số em đóng lao công giúp việc, nhưng mà thường là ngắn ngắn hơi không à. Giống như có một cái phim kia là em đóng cô giúp việc cũng hết mình, xong cuối cùng cũng bị đập đầu với bệnh viện cũng mất đi. Đó, thì còn riêng ở trong cái series này thì em cũng được xuất hiện dài hơi, cũng từ đầu đến cuối. Thậm chí em đi quay, em nghĩ là xuất hiện khoảng chừng 3 tập thôi, nhưng mà em không nghĩ là xuất hiện nhiều đến như vậy. Thậm chí anh Tô, chị Hương, mấy anh chị cũng chọc em, ủa? Phim này hình như làm cho em hả Trang? Đúng rồi, cái này là em cũng cần xác nhận luôn. Không biết này thực ra như là vai chính này sao á, quay nhiều lắm luôn á. Phân đoạn nào cũng có lao công, phân đoạn nào cũng có chị lao công. Không làm cái này cũng làm cái kia, lú ra chút xíu mặt cũng có luôn. Em ơi, nhờ như vậy thì bệnh viện mới sạch được em. Vô thấy cái vấn đề chi tiết có hay đó em, ý nghĩa. Dạ thì nói chung là em chỉ tiết lộ chút vậy thôi, nhưng mà trong cái phim này thì em cũng có người yêu. Nếu như anh Lập với chị Khải Như mà có thể việc nãy anh nói gì có thể hàm hiếp chị Khải Như thì em với lại người yêu là Hồng Thanh cũng có một cái cảnh nóng nhẹ. Dạ. Trời ơi quý vị ơi,
Lê Trang với Hồng Thanh có cảnh nóng. Lê Trang nó bay nhiêu, Hồng Thanh nó bằng 1/3 anh Trang. Rồi hai đứa sát vô bằng cái gì em? Mà em không ở cầu thang luôn á anh Nghĩa. Trời ơi, dưới gầm cầu thang, gầm cầu thang bệnh viện mà mỗi lần mà xong cái ảnh nó xong ra, thằng Thanh nó gặp em nó không muốn nhìn tới mặt em luôn. Tại sao vậy em? Là em không biết, giờ chị Hương ơi, giờ có gì nhắn nhủ riêng với thằng Thanh, nó có ghét em nói chứ giờ sau vụ đó là gặp em nó không muốn nhìn nữa, nó ám ảnh hay sao? Chắc tại chui vô đó cái cầu thang đó, nó chật quá đó. Mà em thì chiếm hết cái cầu thang rồi thằng Thanh nó ngộ. Cảm ơn em đã chia sẻ, bây giờ anh muốn mời mình Đông chia sẻ một chút nữa nè về cái bài chuyện của em nha. Bởi vì Đông thì xuất hiện rất là nhiều.